Đây, lô đất 5 sao làm hết rồi đây, nhà mình hồ đây, hồ bên kia, nhà cửa làm đầy đủ hết, cỏ, hệ thống tưới tự động. Thuộc đất thành phố nha, tổ 3 Nghĩa Đức nha. Em đi về đã anh Chín ơi. Làm từ Z hết, đất trên này còn nhiều, cải tạo đường lên rồi. Cỏ, kết, hồ. Đây, hồ mình này. Đường bê tông vào tận nơi, đường này hiện trên sổ. Xung quanh làm hết.